Lục Thanh kết Sơn, thúc tại đây. Môn Thanh Sơn môn, mạng ngươi là của ta. Cái gì? Lục Thanh Sơn, yêu thú là của ta. Cảm ơn sự nỗ lực của Thanh Sơn môn các ngươi. Để ta có ngươi... thể lấy trước ngươi một bước mà không mất chút công sức. Thanh Sơn môn chúng ta vây giết con yêu này đã mấy tháng, tử thương vô số. Ngươi lại đến nhặt thành quả, còn nói tới võ đức không hả? Thế nào? Muốn ra tay thì đến đi. Ta cũng không ngại tính ngươi đi một đoạn đâu. Không hay rồi. Hắn vừa mới hấp thụ được linh lực, đột phá lên võ vương rồi. Từ đấu 3 ngày sau, nếu Thanh Sơn môn có thể thắng ta, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, cuối cùng cũng bị ta tiêu diệt mà thôi. Trừ phi có thể mời được một vị đại năng giúp đỡ, Thanh Sơn môn mới có thể thoát được nạn này. Toang rồi, tin tức tu sĩ phân tranh đã không làm đám người nhàn rỗi này nảy sinh hứng thú nữa rồi. Mình sắp thất mở nó nghiệp rồi. Không đủ đâu, chỉ là tranh địa bàn thôi mà làm sao mà diệt quý vườn vườn lên được. Thanh Sơn môn quyết đấu chỉ còn mấy ngày, cũng không biết mấy chiêu thức này có tác dụng gì không. Sư tôn bế quan khổ tu chắc có thể đột phá trước tử đấu. Các ngươi câm miệng đi, ta đã theo sư tôn 30 năm rồi, gặp phải nguy cơ trước giờ đều không nào núng. Toang rồi, ta phải làm sao đây? Bây giờ ta sao có thể địch lại được Minh Huyền Vũ chứ? Võ linh nhiều năm nay không thể đột phá, ta tự sát luôn cho rồi. Đệ tử Lan Tuyết có chuyện quan trọng cầu kiến sư tôn. Vào đi. Sư tôn, mọi chuyện là như vậy. Ý của ngươi là một phàm nhân? Vâng, có khả năng hắn là một tuyệt thế cao thủ đang du lịch dân gian. Hoang đường, ngươi là đệ tử của Thanh Sơn môn, không chuyên tâm tu luyện đột phá lại bị dân đen dưới phố lừa gạt, đúng là ngu ngốc. Sư tôn bất giận, đồ như mời người đọc qua, nếu gian dối cam nguyện chịu phạt. Để ta xem, đây là đây là thảo nguyên trên triều ta. Bản thân lại đang ở trong thế giới của chính mình ư? Cảm giác thật là sảng khoái quá đi. Đi, đứa cháu chứ nào lại đột phá nữa vậy? Là ta ăn mì cũng không ngon. Sư tôn, người đột phá đến cảnh giới võ vương rồi sao? Lan Tuyết, gió nổi lên rồi, chúng ta khô máu với bọn chúng nào. Có thể tiện tay vẽ ra được võ ý to lớn thế này, người này tu vi sâu không lường nổi. Theo vi sư đi bái kiến vị ẩn thế đại năng kia. Toán rồi, bình lẫn nạo mạng như vậy, có mắt không trồng mạo phạm vị đại nhân đó, có khi nào nghe ấy tức giận. Cuối cùng lại tới lớn, chân thì chạm hơn được rồi. Còn thứ nấu ăn của phàm nhân là đây tệ quá. Khó khăn lắm mới có một tên tu sĩ chịu bỏ ra một kim tệ mua sát, đổi được một cân thịt gì. Đủ phàm nhân các người, ta ăn thịt của các người là vinh hạnh cho các ngươi lắm rồi. Đường đường là hoàng tử lang tộc của yêu giới, cảnh giới võ linh. Nếu không phải đồng tộc thảm hại, ta đã ăn thịt các ngươi lâu rồi. À, phía trước có một tên phàm nhân cản đường bốn đại gia. Mặc dù linh lực còn yếu, nhưng giết một tên phàm nhân thì không vấn đề gì. Ngươi, đi chết đi. Đâu, cú lạc giòn tan. Thì dạ, dạ mình sao lại xuất hiện một con chó đần quá vậy? Tên chết tiệt này, lại dám cười nhạo ta. Ngươi, chết đi, bỏ mợ, công kích vô dụng với tên này à? Thì dạ, dám làm đổ lời thầy cô ta, người tới số rồi. Tên này đã làm gì? Chẳng lẽ, ta đang run sợ sao? Được cười, sao ta có thể sợ một tên phàm nhân chứ? Tiểu cậu này, mùi vị chắc cũng ngon lắm đây.